Một trong những cái nguồn gây đau khổ phải gọi là bự nhất, sâu sắc nhất, nhức nhối nhất của con người chúng ta là do những con người khác gây ra. Các bạn thấy đúng không? Con người gây đau khổ cho nhau dữ lắm. Con gà, con vịt ít khi nào gây đau khổ cho con người lắm. Nhưng mà con người gây đau khổ cho những con người xung quanh thì rất nhiều. Ha. Và mình nương theo cái ý đó. Một trong những cái hình thức gây đau khổ mà con người dành cho nhau phải gọi là phổ biến và rất dễ thấy trong cuộc sống này là gây đau khổ bằng sự ganh ghét. Gây đau khổ bằng thái độ với người khác. Các bạn thấy đúng không? Cực kỳ phiền toái luôn. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, không đụng chạm. Nhưng đôi khi thế giới họ đâu có để mình yên. Sẽ có những người ghét mình. Đôi khi không vì lý do gì cả. Sẽ có những cái lời ra tiếng vào. Và đôi khi cái lời ra tiếng vào đó hoàn toàn là sự thêu dệt. Vậy thì chúng ta phải sống thế nào đây cho vừa lòng cuộc đời này? Chúng ta phải quản lý những cái mối quan hệ con người xung quanh của mình như thế nào? Và chúng ta nên làm gì khi người ta ghét mình, người ta nói này nói nọ về mình? Đấy, nghệ thuật đấy. Không đơn giản để giải quyết vấn đề này đâu. Và cái bài này tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cái kinh nghiệm của tôi trong cái việc xử lý, có thể gọi là khá ok. Gọi là xuất sắc thì tôi không dám nhận. Nhưng mà gọi là trên trung bình, khá khá, thậm chí là tốt tốt thì tôi khẳng định và tôi rất tự tin. Nha, các bạn hãy xem thật kỹ, thật chăm chú. Các bạn đưa vào cuộc sống của mình á, thì các bạn sẽ sống vui hơn nhiều lắm á. Và các bạn sẽ không còn phải bất lực thốt ra cái câu tóm lại tôi sống như thế nào để vừa lòng mấy người. Trong đại đa số thời gian các bạn sẽ không còn bất lực như thế nữa. Ok ha, bây giờ mình vô cái bước số 1. Rồi, hello các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với nhau và cùng gặp nhau trong cái bước số 1 trong một cái hệ thống để giúp các bạn có thể xử lý tốt các mối quan hệ, để giúp các bạn sống sót được khi có người ghét mình, khi có người nói xấu sau lưng mình, khi có người tỏ thái độ với mình. Đó, đại khái như vậy ha. Thì cái bước số 1 này nó có cái tên là tạo phễu mối quan hệ các bạn. Như các bạn có thể thấy ở trên màn hình, đó là hình dạng của một cái phễu đó. Cái phần ở trên thì nó to và cái phần ở dưới thì nó nhỏ lại ha. Thì cái phễu của chúng ta sẽ có 5 nấc. Cái nấc ở trên to nhất, bự nhất, tôi đặt tên cho nó là cái nấc lạ. Và tôi để kế bên nó một trái tim. Cái nấc thứ hai tôi để chữ bè, kế bên đó 2 trái tim. Tiếp theo là bạn, 3 trái tim. Bạn thân, 4 trái tim. Và người thân yêu quý, 5 trái tim. Đây là cái phễu mối quan hệ. Ở trên cùng là người lạ, ở dưới là bè. Bè có nghĩa là biết nhau thôi, chứ chưa phải là bạn của nhau. À, nó hơn cái cấp ở trên là lạ chút xíu. Rồi xuống tới dưới nữa là bạn. Bạn ở đây có thể là bạn học, là đồng nghiệp nhưng không thân. À, rồi xuống cái nữa là bạn thân. Bạn thân có nghĩa là chơi với nhau lâu, chia sẻ với nhau nhiều, cảm thấy tin tưởng nhau, thì đó là bạn thân. Cuối cùng hết là người thân yêu quý. Có nghĩa là cha mẹ, anh chị em thân thiết, bạn bè thân thiết lâu năm, tri kỷ, con cái gì đó. Đại khái như vậy. Thì nó nằm ở cái tầng cuối cùng, cũng là cái tầng mà nhỏ nhất, ít nhất. Thì các bạn thấy là tôi có đặt cái trái tim kế bên đó. Các bạn hiểu ý nghĩa của trái tim là gì không? Trái tim ở đây là cái tình cảm, cái sự trân trọng của bạn dành cho mối quan hệ đó. Càng nhiều trái tim thì bạn càng trân trọng, càng ít trái tim thì bạn càng ít trân trọng. Đơn giản như vậy thôi. Và cái này là cái tư duy thực dụng mà tôi có đó. Không có lý gì mà các bạn phải đối xử với mọi mối quan hệ như nhau. Bạn phải dành nhiều trái tim hơn cho những mối quan hệ quan trọng hơn chứ. Không thể nào mà người lạ mà bạn dành cho họ 5 trái tim được. No, người lạ chỉ nên 1 trái tim thôi, thậm chí là nửa trái tim thôi. Tôi nói thiệt, tất cả yêu thương, sự chú ý, tình cảm của bạn nên được dành cho những cái tầng dưới của cái phễu này ha. Và bây giờ các bạn để ý giùm tôi một cái nguyên lý đầu tiên để xử lý. Đó là càng nhiều trái tim thì mình mới càng để ý tới cái thái độ của họ về mình. Mình chỉ để ý tới cái việc có ai ghét mình, có ai không hài lòng với mình ở những cái tầng có nhiều trái tim mà thôi. Còn ở những tầng mà có ít trái tim thì tôi đề nghị cái này luôn là kệ bà đi, đừng quan tâm. Đừng quan tâm. Thiệt. Tại sao bạn phải quan tâm khi một người lạ nói xấu về mình? Khi mà có ai đó vu khống bạn đi thì bạn cứ ra luật sư, bạn gửi đơn kiện. Còn cái việc mà nói cho sướng mồm, nói chơi chơi, sao bạn phải quan tâm? Đừng quan tâm những cái tầng mà ít trái tim. Đặc biệt là 2 tầng đầu, 1 và 2 trái tim. Đừng quan tâm. Thậm chí là cái tầng thứ 3, bạn cũng không cần phải quan tâm quá nhiều nữa. Bạn chỉ nên quan tâm từ cái tầng thứ 4 và thứ 5 thôi. Đó là một trong những cái nguyên lý sống rất quan trọng, thưa quý vị và các bạn. Và chắc nhiều người trong các bạn cũng đã từng nghe cái nguyên lý 80-20 đúng không? Chất lượng, giá trị của 80% nó đến từ 20%. Thì ở đây cũng vậy đó. Cuộc sống bạn có hạnh phúc hay không
bạn được bao nhiêu người yêu quý thì đại đa số nó rớt vào hai cái tầng cuối cùng á. Chứ mà cái tầng trên nhiều khi người ta đâu có làm gì cho cuộc đời của bạn đâu. Vậy mà khi mà người ta quấy nhiễu bạn, bạn lại cho họ cơ hội thì không được. Nên cái bước đầu tiên là cái bước quan trọng của sự nhận thức. Càng nhiều trái tim thì mình càng đặt cái sự chú ý mình vào đó. Vậy thôi ha. Đó là cái cách hiểu của bước số 1 nha. Và các bạn có thời gian, các bạn hãy suy nghĩ hết cho tôi và điền vào cái bảng này tất cả những mối quan hệ của các bạn. Bạn biết ai? Đương nhiên cái đầu tiên là cái lạ thì bạn đâu cần điền, tại vì bạn đâu biết người ta đâu. Nhưng mà tất cả những mối quan hệ của các bạn nên phân loại ra. Ai là bè thì điền hết tên vào đó. Mình phải quản lý mối quan hệ của mình là như vậy đó. Ai là bạn, điền hết tên. Ai là bạn thân, ai là người thân, điền hết vô. Bạn sẽ có một cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ của mình đó. Nha, bây giờ mình qua bước số 2. Trước khi mà qua phần tiếp theo, tôi mong các bạn giúp chúng tôi bằng cách bấm vào nút like ở bên dưới cái video này nếu các bạn thích nó, hoặc là nút dislike nếu các bạn không thích, và các bạn cứ thẳng thắn nha. Cái việc này thực sự rất rất ý nghĩa với chúng tôi, tại vì tôi cần nhìn vào số liệu thích hoặc là không thích này để mà chỉnh sửa, để mà hoàn thiện, và những cái video sau nó sẽ hay hơn video trước. Nếu các bạn thấy video sau mà hay hơn cái video trước á, chắc chắn cái người góp một phần vào đó là các bạn thông qua cái việc bấm thích hoặc là không thích nha. Các bạn giúp tụi tôi nha. Rồi, các bạn đã vừa trải qua một trong những cái tư duy quan trọng nhất của cái bài này. Đó là các bạn cần phải phân loại được mối quan hệ xung quanh các bạn. Và cái bước số 1 tôi đã chỉ các bạn rồi nhờ cái phễu nha. Và tôi lặp lại một cái điều rất quan trọng là làm ơn đừng đặt quá nhiều tình yêu vào những cái mối quan hệ ít chất lượng, tức là những cái mối quan hệ mà ít trái tim đấy, như các bạn đã thấy. Thì bây giờ mình qua tới bước thứ 2, tôi sẽ chỉ các bạn cách để xử lý cái sự thù ghét, cái sự nhục mạ, cái sự lời ra tiếng vào của những cái mối quan hệ ít trái tim, những cái mối quan hệ không chất lượng. Và tôi sẽ quy ước luôn cái nhóm mà mối quan hệ ít chất lượng và không cần quan tâm nhiều trong cuộc sống này. Đó là nhóm đầu tiên, nhóm lạ. Thứ hai là nhóm bè, và phần nào đó là nhóm bạn. Đương nhiên nhóm bạn này nó sẽ rất là phức tạp, vì trong nhóm đó có những người tử tế, có những không tử tế, đúng không? Nhưng tôi sẽ quy ước nếu giả sử có những người không đàng hoàng rớt vào cái nhóm bạn này, thì tôi cũng coi luôn đây là cái nhóm ít tim đi nha. Thì bây giờ mình xử lý cái này như thế nào? Bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn cách xử lý trên cái môi trường online trước. Thì trên cái môi trường online á, chúng ta rất dễ xử lý những người mà ghét bạn, nghĩ xấu về bạn, thậm chí là nhục mạ bạn. Rất là dễ. Thứ nhất, trên môi trường online kết bạn ít thôi các bạn. Đừng kết bạn đại trà. Và nếu được á, hãy kết bạn từ cái nhóm 3 trái tim trở lên. Đừng có kết bạn với cái nhóm mà 2 trái tim hay là 1 trái tim. Này tôi nói thiệt. Và tôi là cái người mà thực hành cái này rất là rõ ràng á. Friend list của tôi chỉ có khoảng 190 mấy người bạn thôi. Và tất cả nó đều chất lượng hết. Không rớt vào bè, không rớt vào người lạ. Cái đó tôi nói thiệt nha. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai trên online đó là nếu giả sử bạn đã lỡ kết bạn với cái nhóm ít trái tim, thì khi mà các bạn post một cái điều gì đó mà những cái người này vô gây chuyện với bạn, nhục mạ bạn, ganh ghét bạn, nói chung là họ chỉ muốn làm tổn thương bạn thôi á, thì bạn block hết cho tôi. Đó là những mối quan hệ mà không có gì phải tiếc cả. Tại vì những cái mối quan hệ đó nó nằm chủ yếu ở cái nhóm ít trái tim mà. Block hết đi. Không có gì phải tiếc cả. Cứ để họ đi tìm những cái người nào khác phù hợp với họ đi. Còn ở trong tình huống này họ vào Facebook của bạn, họ không có trân trọng bạn, họ chỉ muốn làm tổn thương bạn thì block hết đi. Không có việc gì phải cãi lộn, không có việc gì phải tranh luận cả. Tại vì bạn không thay đổi được suy nghĩ của người khác đâu. Nha. Còn bây giờ mình sẽ nói tiếp tới một cái tình huống cũng trên online mà nó phức tạp hơn, là đôi khi người ta góp ý với mình. Nhưng người ta góp ý mang tính xây dựng thì mình phải nghe. Đúng không? Có hai loại góp ý của người khác trên Facebook hay là trên mạng xã hội. Cái góp ý thứ nhất là góp ý để nhục mạ. Và cái góp ý thứ hai là góp ý để xây dựng. Thì bây giờ tôi có một cái quy tắc. Đó là quy tắc 5 chữ. Khi mà tôi đọc một cái comment á, tôi đọc 5 chữ đầu thôi. Đọc 5 chữ thôi để tôi biết cái thái độ của người comment, thái độ của người góp ý là họ đang dẫn tới một cái mục đích là cái gì. Chỉ cần đọc 5 chữ thôi là các bạn sẽ biết là người này đang muốn góp ý xây dựng, muốn tốt cho bạn, hay là họ chỉ đang muốn làm tổn thương bạn. Đọc 5 chữ thôi là biết liền. Tại vì các bạn có biết không, cái thái độ của người ta lúc đó nó rất quan trọng. Nếu họ đang giận dữ thì những chữ đầu tiên là nó đã toát ra cái sự giận dữ rồi. Nếu họ muốn làm nhục bạn thì những chữ đầu tiên nó đã là làm nhục rồi. Nên tôi nghĩ chỉ cần đọc 5 chữ là đủ. Và khi đọc 5 chữ của cái comment hay là cái inbox chẳng hạn, nếu là xây dựng thì đọc tiếp, nếu là nhục mạ thì block luôn. Đó là quan điểm của tôi.
Không việc gì các bạn phải tiếp thu hết cái sự thù ghét của người khác. Cái đó là các bạn đang làm hại mình. Cánh cửa tâm trí của các bạn phải ở cái chế độ nghiêm ngặt, chứ không phải ai muốn vô vô nha. Đó, đó là những cách mà tôi vừa hướng dẫn các bạn để chặn đi cái sự thù ghét của cái nhóm ít trái tim. Bạn không việc gì phải quan tâm quá nhiều tới cái nhóm này nha, ở trên môi trường online. Còn bây giờ sẽ là cái cách xử lý với cái nhóm ít trái tim ở môi trường offline, môi trường ngoài đời thật. Ở ngoài đời thật đó các bạn, nó vừa phức tạp mà nó cũng vừa đơn giản. Phức tạp á, vì tiếp xúc thực tế mà. Con người đa chiều đa diện, phức tạp lắm. Nhưng nó cũng có một cái lợi thế là ai cũng có một hình ảnh để giữ. Tôi nói thật các bạn luôn, nhiều người học hành học vị dữ lắm, nhưng mà trên online á, núp sau cái bàn phím á, họ có thể là một con quỷ trong cái ngôn từ. Tôi nói thiệt, tại vì họ biết là họ núp được, không ai biết họ là ai. Họ không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Nên cái sự mà lời lẽ trên môi trường trên mạng nó rất là khủng khiếp. Tuy nhiên khi mình ra đời thật á, ai cũng có một cái hình ảnh để giữ gìn. Nên cái sự thể hiện thù ghét ở cuộc đời thật này, đặc biệt là trong những cái môi trường mà nó có quy chuẩn, giống như là cái môi trường văn phòng á, thì cho dù người ta có ghét bạn thì đại đa số là người ta nói xấu sau lưng thôi. Ít khi nào họ dùng những ngôn từ trực diện nhục mạ bạn như trên mạng lắm. Thì với tôi đây cũng là một cái khía cạnh tích cực. Nên là tôi thấy là chúng ta sống ở ngoài đời thật á, chúng ta bám vào đời thật, chúng ta ít bất hạnh hơn là khi chúng ta lên mạng. Thiệt. Thì bây giờ ví dụ như tôi đi, tôi thấy là tôi rất bình thường, tôi rất đơn giản ở cái việc này. Đó là tôi chỉ chơi với những cái người mà có nhiều team thôi. Còn những cái nhóm mà ít team á, tôi thấy là chỉ cần quan hệ công việc là được rồi. Quan hệ công việc thôi, đừng có đặt quá nhiều tình cảm thì bạn sẽ không bị tổn thương. Vậy thôi, cùng lắm là người ta nói xấu sau lưng mình thôi. Đúng không? Chứ hiếm khi nào họ nói trực tiếp với các bạn lắm. Nên tôi nghĩ đó là cái vùng an toàn. Nhóm ít trái tim giữ mối quan hệ xã giao và quan hệ công việc thôi. Đương nhiên mình làm việc mình vẫn hết lòng, ai cần mình giúp, nhưng sẽ không có nhiều tình cảm ở trong đây nha. Tôi không có chỉ các bạn một cách sống lãnh cảm đâu, các bạn đừng có hiểu lầm. Nhưng tôi nói các bạn phải cẩn thận trong xã hội này, con người phức tạp lắm. Nếu các bạn không cẩn thận, các bạn rất dễ bị tổn thương. Các bạn gặp một người nào đó họ lịch sự với các bạn nghĩ họ đã là bạn thân của các bạn rồi, trong khi các bạn chỉ mới gặp họ 1-2 tuần, thì các bạn đừng có nhầm. Cái sự hiểu sai về cái mối quan hệ thân thiết nó làm cho các bạn bị tổn thương ghê gớm đấy. Phải luôn sống và bám vào cái phễu mối quan hệ của mình là như vậy đó. Làm ơn nhớ nha, bạn không nhất thiết phải chơi thân với những người ít tim á. Đương nhiên, bạn có thể cởi mở, bạn thấy người này tốt quá, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn với họ chút xíu, nhưng cũng đừng vội đặt quá nhiều tình cảm của bạn vào. Vì tất cả những cái mối quan hệ mà nhiều trái tim thì nó đều cần thời gian hết. Hãy để thời gian minh chứng. Còn thời gian ban đầu cứ giữ mối quan hệ bình thường là được rồi nha. Chơi với người nhiều team thôi. Và đặc biệt là các bạn cũng nên học về giao tiếp, học từ sách, học từ trường gì cũng được ha. Tại vì tôi cũng có thấy nhiều trường hợp những người giao tiếp kém thì thường không có bạn. Không có bạn thì họ đâm ra một cái sự quỵ lụy về mặt mối quan hệ. Họ quỵ lụy và họ muốn kết bạn với bất kỳ mối quan hệ nào mà họ thấy được trong cái môi trường đó. Đây là một sự nguy hiểm, vì điều đó dẫn đến một cái việc là bạn sẽ tiếp tục chơi với những mối quan hệ cực kỳ độc hại, với những người thường xuyên nói xấu bạn sau lưng, với những người thường xuyên nói lời nặng nhẹ với bạn. Bạn vẫn giữ vì bạn đang quỵ lụy họ, chỉ đơn giản vì bạn không có bạn. Và nó xuất phát từ một trong những nguyên nhân, chủ yếu là giao tiếp kém. Thì đây lại là cái lỗi nó liên quan tới khả năng của bản thân. Bạn phải phát triển kỹ năng giao tiếp. Chúng ta sống và chúng ta đừng có nhầm, ai cũng nói chuyện được nhưng không có nghĩa là đồng nghĩa với giao tiếp tốt. No, giao tiếp là một kỹ năng cần phải học ha. Đại đa số chúng ta sinh sản được, nhưng sinh sản được không có nghĩa là nuôi dạy đứa trẻ khỏe mạnh và khôn lớn và trưởng thành và trở thành một người tử tế được. Cái vế thứ hai là cái vế phải học, phải có giáo dục can thiệp vào. Nên các bạn phải nhớ nha, nếu các bạn ít bạn, các bạn cảm thấy mình giao tiếp không hay, thì các bạn phải học về giao tiếp, phải phát triển kỹ năng giao tiếp. Thì như vậy, bạn ăn nói hay, ăn nói thu hút, nó lại ngược lại. Đó là bạn không phải quỵ lụy ai cả và bạn lại có rất nhiều người chọn chơi. Đất lành chim đậu mà, người ta luôn muốn thích chơi với những người giao tiếp tốt, giao tiếp thoải mái, giao tiếp thú vị. Bạn tin tôi đi, chuyện đó chắc chắn xảy ra đó nha. Nên đó là hai cái mà tôi chỉ các bạn về kinh nghiệm thực tế của tôi trong môi trường offline. Nha, thứ nhất là bạn không cần chơi với nhóm ít team đâu. Hãy giữ mối quan hệ công việc và xã giao là được. Thậm chí là bạn không cần để tâm tới cái nhóm ít team cũng được luôn, mà như vậy càng tốt. Vì bạn không để tâm thì bạn đẻ ra một cái sự không quan tâm. Không để tâm là không quan tâm, mà không quan tâm thì ít bị tổn thương ha. Chỉ chơi với nhóm nhiều team thôi. Và thứ hai là học về giao tiếp để tránh cái bẫy của sự quỵ lụy.
Bạn nhớ hai cái đó là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ qua tới cái bước thứ ba. Rồi, hello các bạn. Bây giờ mình sẽ qua xử lý cái nhóm mà nhiều team ha. Nếu mình phát hiện mình bị ghét, mình phát hiện cái sự hiểu lầm gì đó, thì các bạn phải nhớ là vậy nè. Cái nhóm nhiều team á, dù như thế nào đi chăng nữa, thì ở đây nó xuất hiện một cái gọi là tình yêu. Ai trong cái nhóm nhiều team này, cho dù họ sống có hợp lòng bạn hay không, thì trong lòng họ cũng có tình yêu dành cho bạn. Đó là một trong những cái sự nhận thức mà tôi không có phát hiện sớm đâu. Phải tới cái tuổi lớn tôi mới phát hiện ra đó. Kể cả xung quanh tôi có những người thậm chí là làm tôi buồn, nhưng nếu họ nằm trong cái nhóm nhiều team này thì họ vẫn yêu thương tôi trong một khía cạnh nào đó. Nó trái ngược hoàn toàn với cái nhóm ít team, vì cái nhóm đó rất có thể họ không yêu bạn bằng một tình yêu đúng nghĩa đâu. Có thể họ hâm mộ bạn, nhưng lúc này bạn đừng có nhầm, họ hâm mộ cái tài của bạn thì đúng hơn, thay vì chính con người của các bạn. À, nên đây là cái nhận thức sâu sắc lắm của tôi. Khi mà càng ngày cái tuổi nó càng bồi đắp, thì mình phải nhớ cái ý đó trước nha. Còn cái ý thứ hai, nếu mình phát hiện những người trong cái nhóm nhiều team này mà họ ghét mình, họ không hài lòng với mình, thì mình phải hỏi tại sao lại như thế. Đây là lúc mình cần chú ý nè. Mình phải hỏi tại sao họ lại như thế. Tại vì sao mình hỏi? Vì mình muốn giữ cái mối quan hệ này. Mình đã cho nó vào cái mối quan hệ nhiều team mà, đúng không? Mình hỏi trước, sau đó họ cho câu trả lời, mình phân tích câu trả lời đó và mình đưa ra một cái quyết định nào đó. Hỏi là một trong những cách cực kỳ hiệu quả và cực kỳ nên có với một người trưởng thành. Tại vì với những cái mối quan hệ xung quanh đó các bạn, rất nhiều khi sự ganh ghét, sự không hài lòng nó đến từ hiểu lầm. Thì tôi vẫn tin một điều, đó là người thương các bạn không thể nào có những cái kiểu ghét vô lý như những người ở cái nhóm ít trái tim. Và tôi đúc kết cuộc đời của mình rất nhiều cái sự ganh ghét, rất nhiều sự không hài lòng xuất phát từ hiểu lầm. Thì bây giờ tôi lấy một cái ví dụ đại khái đi. Bạn chơi với một người bạn rất thân, chơi từ nhỏ tới lớn rồi. Thì hôm qua hai đứa đi tiệc, tự nhiên mình thấy đứa bạn đó nó lạnh lùng với mình. Nó vẫn đi chung mình, nó vẫn ngồi bàn mình, nó vẫn cụng ly, mà mình thấy có cái gì đó nó không hài lòng mình. Là thấy có mùi rồi đúng không? Các bạn đừng bỏ qua những dấu hiệu như vậy. Ngày hôm sau các bạn hỏi trực tiếp nó luôn, ê cu, qua sao lơ tao mày? Thì có thể thằng đó nó sẽ trả lời đâu có. Thì bạn có thể hỏi tới, không có cái đầu mày. Thấy rõ ràng, nói tại sao lơ tao? Đó, ví dụ vậy, đủ thân mà. Thì có thể là người bạn đó trả lời, trời, này nói thiệt nha, cái kiểu mà ngày hôm qua mày thấy mày không? Như là một cái thằng bợm nhậu, như là cái thằng ghiền ăn ghiền ngủ, ngồi mà nói lung tung bén trên đời, nhậu cái gì mà nhậu quá trời quá đất. Tao tao ưa mấy bợm kiểu đó, uống sống uống chết kiểu gì mà mày uống dữ vậy. Đó, thì bây giờ đóng vai bạn là cái người uống nhiều đi. Bây giờ bạn có được cái lý do mà thằng bạn của bạn nó ghét bạn rồi đó. Thì bây giờ bạn không cần phải phân tích liền, bạn không cần phải ra một cái quyết định liền. Bạn chỉ cần thôi. Bạn về, tối bạn nằm bạn suy nghĩ, bạn phân tích tại sao nó lại có cái suy nghĩ đó. Thì có thể cuối cùng hết bạn đúc rút ra, nó sợ bạn mất hình ảnh, nó sợ bạn gây tai nạn khi mà xỉn, nó sợ bạn hư, nó sợ bạn không là người tốt gì đó. Hóa ra nó thương bạn nha. Thì lúc đó mình sẽ có một cách giải quyết. Mình cảm ơn nó, hoặc là những lần sau mình điều chỉnh hành vi của mình vì mình thấy nó đúng. Đúng không? Hoặc là nếu bạn không đồng ý với nó, bạn có thể nói với nó là đại khái như mày nghĩ vậy là không đúng đâu. Hồi giờ tao đâu có uống vậy đâu, nhưng mà tại vì á, mày biết mà, bữa đó là sinh nhật của thằng Minh. Đó là sinh nhật cuối của nó rồi, nó chuẩn bị nó đi du học rồi. Anh em mình còn gặp nó được nhiều đâu. Nên tao cũng muốn quắt cằn con bữa thôi. Chứ tao không có ham hố gì nhậu nhiều. Đó, bạn có thể giải thích kiểu đó nếu đúng là tình huống là như vậy. Thì lúc này mọi người hiểu nhau hơn, hiểu lầm nó ít lại và cái sự ganh ghét đó nó cũng được xóa bỏ. Đúng không? Và thực ra cái cách thức này nếu được nó cũng nên xuất hiện với những cái mối quan hệ trong gia đình. Cha mẹ hỏi thẳng con cái và con cái hỏi thẳng cha mẹ. Mình hỏi để mình hiểu và nó xuất phát từ cái việc tôi ý thức được mối quan hệ này là quan trọng và tôi muốn giữ. Thì chỉ cần một chữ hỏi thôi. Hỏi một cách chân thành, cầu thị, chứ không phải hỏi để kiếm chuyện. Bạn xác định được cái điều đó là ngon nha. Đó là cái cách mà tôi nghĩ là trong cái kinh nghiệm của tôi để xử lý những cái hiểu lầm, những cái sự ganh ghét khúc mắc của những người nhiều team. Và một cái ý mà tôi phải nói để các bạn đừng bao giờ quên, những người ở cái nấc mà nhiều team này, họ không bao giờ ghét bạn theo cái nghĩa làm hại và làm tổn thương vô lý như là những người ở cái nhóm ít team. Có thể họ làm tổn thương bạn đấy, nhưng vì họ có một cái suy nghĩ nào đó, thì nhiệm vụ của các bạn là hãy hỏi. Thế thôi ha.
Rồi, hello các bạn. Đây là cái bước cuối cùng. Đây cũng là một cái bước rất quan trọng. Đó là cái bước thường xuyên cập nhật cái phễu của mình. Sẽ có những người quá tốt từ cái nhóm bạn được dịch chuyển xuống bạn thân. Hoặc từ cái nhóm bè được dịch chuyển xuống nhóm bạn. Đó là chuyện bình thường. Cuộc sống luôn vận động mà, người ta gọi vô thường là vậy đó, thay đổi liên tục mà. Thì cái phễu của chúng ta cũng không hề bất biến. Không hề bất biến, nó sẽ có sự cập nhật, sự thay đổi theo thời gian. Sẽ có những mối quan hệ càng lúc càng nhạt dần thì mình phải đưa nó lên. Và cũng có những mối quan hệ càng lúc càng đậm sâu thì mình phải đưa nó xuống. Chuyện đó là bình thường nên tôi mới nói chúng ta cẩn thận và thận trọng trong đời sống với những mối quan hệ. Nhưng chúng ta cũng cởi mở để tiếp nhận những người bạn mới là như vậy đó. Kể cả trong những cái mối quan hệ mà sâu sắc. Cái này là phải nói thẳng. Có những người quá độc hại. Chúng ta đã cố hỏi rồi. Chúng ta đã cố làm rõ nhưng có những thứ không hàn gắn được. Và đôi khi cái sự cầu thị, cái sự yêu quý của mình cũng không làm thay đổi cái sự độc hại của họ nữa. Thì bây giờ tôi đề xuất các bạn một điều. Các bạn nên đến gặp chuyên viên tư vấn tâm lý. Bạn trình bày hết vấn đề và bạn nói thẳng luôn là bạn đang muốn loại họ ra khỏi cái nấc là nhiều trái tim. Bạn muốn đưa vị trí của bạn thân hay là người thân yêu quý gì đó lên cái mức bạn thôi. Chứ bạn không muốn giữ ở dưới nữa. Tại vì bạn đã rất nỗ lực để giữ mối quan hệ này. Nhưng tất cả đều là vô vọng hết. Thì lúc đó bạn nên gặp một chuyên viên tâm lý, kể hết cho họ nghe. Biết đâu đấy họ sẽ giúp bạn một cách nào đó để cải thiện ha. Hoặc là họ sẽ đồng ý với bạn đã tới lúc nên dịch chuyển cái người này lên cái nấc khác của cái phễu mối quan hệ, lên một cái nấc ít trái tim hơn để bớt đi lại cái sự đau thương ha. Thì đó là cái gợi ý cuối cùng của tôi. Hãy luôn biết cập nhật mối quan hệ nha. Cái bài này tôi làm với tất cả tấm lòng dành cho những khán thính giả của mình. Chung quy hết, cuối cùng hết, nếu các bạn hạnh phúc thì đó là niềm vui lớn nhất mà tôi nhận được. Tôi biết rất nhiều người coi bài giảng của tôi dùng những cái phần mềm lậu á, YouTube Vans gì đó để mà chặn quảng cáo. Tôi biết chứ, đâu có phải ai cũng coi quảng cáo trên YouTube đâu. Và thực ra cái quảng cáo từ YouTube nó cũng chả bao nhiêu tiền so với đầu tư thật. Mà cái view trong cái lĩnh vực giáo dục cũng chả có nhiều, đúng không? Nên cái thu nhập từ quảng cáo trong cái lĩnh vực giáo dục này nó là cái phần tí tẹo so với công sức, so với nhân viên, nhân sự, nhân lực và đặc biệt là vốn sống, trải nghiệm sống mà tụi tôi bỏ ra. Các bạn không thể nào đọc sách và các bạn soạn được cái bài như thế này được. Phải có một cái gì đó đổ ra, mồ hôi xương máu thì bạn mới đúc kết được như vậy được. Tôi không bao giờ tin rằng một thanh niên trẻ tuổi nào đó có thể nghĩ ra được một cái cách như thế này khi mà người đó không có vốn sống. Nên cái tính lợi ích, cái tính tư lợi, tôi nói bằng lương tâm của mình, luôn luôn được đặt xuống thấp hơn so với cái tính mong muốn ích lợi cho khán giả của mình. Và cái bài này, tôi chỉ mong cuộc sống của các bạn sẽ để ý, sẽ tỉnh thức hơn trong cái việc nhìn nhận các mối quan hệ. Tôi mong ít nhất các bạn có một cái phễu mối quan hệ cho bản thân mình để bạn sống vui hơn, sống hạnh phúc hơn trong cuộc sống này. Và để bạn đừng bị làm tổn thương bởi những mối quan hệ có ích trái tim. Thì như vậy thôi là chất lượng của các bạn đã hơn đáng kể so với những người khác rồi. Nha, hãy cố gắng chăm sóc mối quan hệ của mình và hãy cố gắng để sống hạnh phúc. Ha, ok, bây giờ cái bài này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại ở tuần sau.